thế. Cáo đẹp dài. Đi ra đây. Cáo ơi. Đó. 15 cân. Bộ móng đen này. Màu sắc lông này, rực rỡ luôn. Đầu thủ cũng được. Mặt mũi đầu thủ cũng tốt lắm. Tai cũng ok. Được. Bị coi. Vì lúc đưa em về đây là em thay răng rồi, tức là em 5 tháng rồi, mà lúc đấy em bé quá, em mới được 9 cân rưỡi lúc đưa về. Người toàn xương sườn thôi. Bị nhỡ mất cái giai đoạn lớn, thành ra là bây giờ là bị quẩy chó rồi. Bây giờ được có 15 cân rồi. Hơi bị đáng tiếc. Đang thay lông. Lông. Rồi chơi với con poodle để mọi người nhìn. Em cáo này, nếu mà bạn nào mà có thích nuôi một cái con cọc khôn đẹp, không cần phải là câu chuyện nhân giống, thì có thể bảo mình sẽ nhường cho em cáo. Nhưng mà phải là nuôi con chó là phải nuôi nó ra hồn. Chứ một thời gian chán rồi bán thì là mình không bán đâu. Còn nuôi con chó là phải là nuôi gắn bó, xác định nuôi gắn bó thì hãy nuôi, không thì đừng có nuôi. Đây là cái câu chuyện khi mà mình nuôi nhiều chó lắm. Thành ra là nếu mà những cái con mà như thế này nó bị nhỏ con thì mình sẽ thử để cho nó nhân giống, xem là con nó như thế nào. Nếu mà con nó cũng to như bình thường thì mình sẽ giữ lại. Còn nếu mà con mà nó cũng bị nhỏ như là cái con bố thì mình sẽ nhường cho nó đỡ lãng phí. Đấy, khi mà nuôi nhiều ấy thì lại phải chọn chó. Mọi người nuôi một con để nuôi trong nhà các thứ thì ok thôi, nó nhỏ tí cũng không sao. Đó, mọi người nhìn cái sắc mặt của nó. Mình nhìn lần đầu tiên mình nhìn thấy là mình cũng đã thấy nó ưng rồi. Tinh quái. Phần mông và đuôi đang bị rụng lông. Màu thì vàng cháy thôi rồi. Móng chân đen. Người vàng rực luôn. Gì đấy? Nào, không cắn dây đâu. Đấy, tinh quái không? Nó biết nó ra, nó cắn cái dây vải treo. Vừa mới buộc cái dây vải vào nó xong. Bình thường là không có dùng xích. Dùng xích này bởi vì có một mình thôi thì dùng xích để quay video để cho mọi người xem. Đó, đây là cáo. Hiện tại bây giờ vừa cân xong là 15 cân. Cáo thì lúc về là khoảng tầm 5 tháng, 6 tháng gì đấy là thay răng rồi. Lúc về là thay răng rồi, 9 cân rưỡi, bây giờ là 15 cân. Nuôi cáo đến bây giờ là được 4 tháng rồi nha. Cáo nha, được 4 tháng chứ nhỉ? Được rồi, được 4 tháng rồi. Có khi được 5 tháng rồi. Bây giờ cáo khoảng tầm 11 tháng, 12 tháng rồi đấy. Khoảng tầm đấy. Không biết là cáo mà tăng thêm được khoảng tầm 3 cân nữa thì đẹp. Cũng coi như là đạt yêu cầu của con chó đực tối thiểu 18 cân. Nhờ. Để chờ mấy con kia nó xa lơ anh sẽ cho cáo. Lấy giống cáo nhá. Xem nào con cáo như nào. Ok. Đây để anh tháo cho. Ồn ào quá. Nhức đầu luôn. Trời. Nhức đầu quá. Con nào lắm mồm đấy. Hả? Con nào lắm mồm vậy? Nhìn thế thôi nhưng mà yêu lắm. Đó. Yêu lắm. Đang phản đối vì bị xích đó. Màu nó vàng rực thôi rồi luôn. Nằm xuống trải lông nào, có trải lông không? Nằm xuống anh trải lông cho. Nào. Cho cái chỗ nào mà nó còn đang trực rụng thì cho nó rụng luôn đi nè. Phê này. Ra là cảm thấy hưng phấn là phê đấy. Đó. Tiếc quá tìm được con cáo này hơi muộn. Cho nên là nó bị qua mất một cái thời gian của giai đoạn lớn. Chứ mấy con cho con mà mình chuyển về lúc mà nó
hơn 2 tháng nó chỉ được có 2 cân thôi. Thì đến bây giờ nuôi đến bây giờ chúng nó cũng 20 cân bình thường. Nó cọc bản ấy, ngày bé thì nó còi nhưng mà lớn lên nó vẫn đuổi kịp cân của bọn ở xuôi hết. Hai con ở xuôi kia thì bây giờ nó 19 cân thì cái con ở bản nó cũng 19-20 cân. Đó, còn vừa con đực vẹn 19 cân đó. Nó sàn sàn tuổi nhau. Với cái con ở bản lúc mà mình mua về là nó đã là 2 tháng rưỡi rồi. Và nó cũng chỉ được ở mức 2-3 cân thôi. Còn con ở xuôi ấy thì lúc 2 tháng nó 7 cân. Nhưng mà đến bây giờ hai cái con đấy, cả con bản cả con xuôi, nó đều là ở cái quãng 7 tháng 8 tháng sang tháng thứ 8 thì cái cân nặng của nó như nhau rồi. Nhưng mà ông cáo này là ông về muộn quá. Ông cáo này ông ấy về lúc ông ấy lúc đấy là ông ấy 9 cân rưỡi, nhưng mà lúc đấy ông ấy khoảng tầm 5 tháng 6 tháng rồi, ông thấy ông thay răng xong rồi. Thì ít nhất là ông ấy phải 5 tháng rồi, không thì ông phải 6 tháng. Thành ra ông bị quá mất mấy tháng tuổi lớn của ông ấy rồi. Lúc đấy nó về nó gầy như là sắc ve luôn, lộ hết xương sườn, người mỏng dính. Mãi nuôi mãi phải 2 tháng 3 tháng sau mấy cái người nó mới có đây. Nhìn cái trán của nó này, phê chưa? Đấy, cái con cọc là tai của nó này, cái trán của nó này. Cái chán của nó là nó phải có cái chán ở sau tai. Tức là sau tai nó phải có hộp sọ ở cả sau tai nữa. Đó, nhìn cái chân tai đó. Đó, rất là thích em này luôn. Sắc chân này, móng chân này. Ôi, kệ chị đi. Thôi mi không trêu tức em, mi đi vào trong nhà đi. Đi vào trong nhà. Không phải trêu tức em, để anh quay video em thế. Đi vào trong nhà. Đúng rồi. Thôi được rồi, chị vào rồi. Đừng có ồn nào. Tưởng được chiều thì cứ ồn nào. Ngửa cái mặt lên anh để anh xem cái mồm xem nào. Xem cái răng. Ngửa mặt lên. Đó. Nhìn lưỡi, nhìn răng đó. Nào. Nhìn xem nào, răng lợi thế nào. Nhìn mặt cụ tè chưa. Vàng rực luôn. Nó còn vàng rực hơn cả con sẹo luôn. Răng đủ đẹp. 15 cân. Đây, để anh chải lông cho nào. Xích ở đây anh chải lông cho. Đó, ta bế nhau đi. Bế lên tay cái là nghe phấn khởi ngay. Đứa nào trong tivi kia? Hả? Con nào ở trong tivi kia? Con cáo hả? Có phải con cáo trong tivi không? Trời, đẹp dài chứ nhỉ. Úi trời, cáo đẹp dài. Úi rồi. Trời, đẹp dài quá. Đúng mùi cho ta. Không hôi. Không có mùi hôi bay ra, nhưng mà hít vào thì cũng hơi hôi. Vào cũng hơi có mùi đặc trưng, nhưng mà mùi của chó ta thì đặc trưng của nó rất là nhẹ, cho nên là nếu mà nuôi thì không ngửi thấy mùi đâu. Và bác đang quay video em cáo, nhưng mà hít vào thì có thấy mùi. Đây cháu gái rồi, lên hình chưa? Rồi cho Vũ Thiết xem hình nhá, quát lên trên tivi cho Vũ Thiết xem hình nha, cho Vũ Thiết nó ở bên Nhật, Vũ Thiết nó vào, Vũ Thiết nó xem con gái bố đó nhỉ. Ok, cáo đẹp dài nha, 15 cân nha, để anh chải lông cho xem có cái lông nào rụng cho nó rơi luôn. Đẹp dài chưa? Đẹp dài cả nó đấy, không phải chuyện đùa đâu. Đẹp dai của nó đấy, không phải chịu đùa đâu. Ngửa cái mặt lên xem nào. Ai để gục cái mặt xuống thế. Nhà có khách. Nhà có khách. Thôi được rồi.